một đoạn rất là hay. Và em nghĩ là đã đến lúc chúng ta hát cái bài đi quê cái hai cái cánh này rồi. Chúng ta không thể nào mà đeo nó một cách vô nghĩa mà hát từ nãy giờ như vậy được. Đúng không ạ? Mặc dù chương trình của mình tên